Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình sẽ tiến hành ghép chơi một cây hoa giấy mini bonsai. Đây là nó đang là tím Huế nhá. Cành rất là sum suê rồi. Đấy. Đấy, quay góc xa rồi đấy, thấy không? Tay tán rất sum suê và lòng ngoằng. Đây. Thấy không? Tím Huế đấy. Mình làm một cái cây bonsai mini. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình ghép cái xác pháo vào nhá. Mình không thích nhiều màu. Mình chỉ chơi xác pháo cho nó hoa nó tươi. Và chơi một màu thôi. Và cái quả cành ghép này hơi dài, quả cành bao nhiêu mắt này, ghép thoải mái luôn. Đấy, thấy chưa? Đấy, mình tiến hành ghép mấy cái thân chủ chính thôi nhá. Em mới thân chủ chính xem là tỷ lệ nó sống làm sao. Thế xong mình sẽ tiến hành nuôi. Đấy chưa? Một cây hoa giấy bonsai rất là đẹp. Dao dọc giấy nhá. Dao lưỡi dao dọc giấy cho sắc. Đấy. Hai cái túi bóng. Dây ghép. Mình là dân văn phòng chỉ làm hoa giấy để mình chơi thôi. Hoa giấy mình làm mình tự làm để mình tự chơi thôi chứ không phải thợ mà cũng không phải là nhà vườn gì nhá. Mình rất đam mê hoa giấy. Mình tự làm để chơi. Và hôm nay làm thì mình sẽ chia sẻ cho anh em. Chia sẻ cho anh em là cái cách mình ghép hoa giấy. Xác pháo vào tím Huế nhá. Bây giờ mình cắt bỏ cái thân chính này, cắt bỏ tại đây. Cắt này gọn rõ ràng. Đấy, khả năng hôm nay mình sẽ ghép làm 3 mắt. Mình ghép làm 3 mắt. Đấy. 3 mắt thì thân chủ nhá. Thân chủ là 3 mắt này đấy, xong mình nuôi. Thực ra cái này ghép cái này thì phòng thôi, nhưng mà mình sẽ ghép chính là hai cái này. Nếu sau này hai cái này sống thì mình sẽ nuôi tay tán, cái này tay bay. Thì còn cái này thì bỏ. Thế nhưng mà bây giờ tạm thời thì mình cứ chiến cả cái này cho nó ngon lành. Đấy. Sau khi lấy cái cành sắc pháo này để ghép nhưng mà quên không để ý. Bây giờ mới để ý hóa ra nó mọc hết mầm rồi. Cái mầm nó mọc hết này thì coi như vứt đi. Mầm mọc hết này rồi bỏ. Thế rồi thôi mình lại ra lấy một cái mầm khác. Đó. Ra lấy mầm khác. Đây mình cắt làm ghép làm 3 nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành mình ghép. Cái này đốt nó dài quá cho nên là khả năng. Đây, ta bắt đầu ghép nhá. Đấy, chúng ta nhìn áng chừng này, cái mắt ghép vào cái thân chủ này nó bé hơn, thế cho nên là chúng ta chỉ cắt một góc thôi. Mình là ghép nêm nhá, chỉ cần một góc thôi chứ không cần phải ở giữa. Đấy. Đấy, một nhát như thế. Tiếp theo là đến cắt lấy cái đoạn thẳng này. Đây, được hai mắt nhá. Lấy hai mắt này. Đấy nhá. Đấy. Chúng ta làm một nhát thôi. Đấy, một nhát nhá, nhát cân. Đấy. Một nhát làm sao cân. Đấy, chúng ta thấy chưa, nó vừa khít nhá. Vừa khít mấy mép này nhá. Đấy, quá ngon luôn. Quá ngon luôn. Vết miếng này quá ngon luôn. Bây giờ chỉ còn đợi nó
nó dài thôi, à, nó liền thôi, liền và nó nảy mầm thôi. Đấy, mình tiến hành mình buộc. Mình buộc luôn một cái dây này cũng được. Phải đứng đây chiều này, chiều này em vượt tay anh. Đấy, xong một mắt nhé. Cái này mình làm là mình vừa cắt luôn ở ngoài vườn vào. Đấy, cho nên là cái mắt ghép nó rất là tươi. Mình tiếp tục mình làm cái mắt này. Này cắm xuống hơi khó. Dứt khoát phẹt phẹt đấy, vẫn không chuẩn lắm nào nhưng cũng ok. Thế là được chứ không cần nhất thiết rồi. Đấy là dính vào nhau nha. Cái này mình làm tay bay mà. Làm tay bay cho nên là làm kiểu này. Thì cái mắt ghép này nó rất là nhỏ ấy, cho nên là mình dùng thì luôn cái dây này. Dây bé này. Bé này nhưng mà nó lại chắc. Mình rít thoải mái luôn. Đấy, mình rít rít chặt luôn. Đấy nhá. Cực chặt luôn, nên là nó dán luôn vào nhau. Hai cái nguồn nhựa nó vừa cắt ra cái vạt ra cái nó dính vào nhau luôn. Thế tỷ lệ nó sống nó sẽ cao. Đấy, hai mắt đang làm đến cái mắt thứ ba, mắt cuối cùng. Mắt này thì mình sẽ trẻ đôi vì cái này nó nhỏ, mình trẻ đôi giữa luôn. Đấy, trẻ đôi giữa nha cả nhà nhé. Xong đây cái ngọn này mình cũng thế, bát giữa luôn. Cái này nó nhỏ quá, trên cái dao này nó lưỡi này nó không phẳng được. Thế mình chuyển sang mình sẽ lấy lưỡi lam. Cái lưỡi dao rạch giấy nó cũng rất là sắc, thế nhưng mà đôi khi nó lại cái cành này nó nhỏ quá mà nó non thì cũng chưa chắc đã ấy được. Thế cho nên mình lại chuyển sang mình dùng lưỡi lam. Lưỡi lam này. Đấy. Nên vết cắt lưỡi lam rất là ngọt luôn. Ui giời. Ngọt luôn, phẳng lì luôn nhá. Đấy. Thấy chưa? Vết rất là ngon luôn. Xong mình lại cắm vào. Đấy nhá. Đấy. Khít luôn các bạn. Khít khít khít. Rồi. Xong bây giờ tiến hành là buộc. Quấn vào.
Đây là mình ghép cái cây hoa giấy này làm một cái video để chia sẻ cùng các bạn nhé. Chia sẻ với những người mà chơi hoa giấy mà muốn làm. Cái này làm cái này nó cũng hay. Vừa chơi vừa giải trí. Chứ bình thường chúng ta có tiền chúng ta đi mua sẵn hoặc chúng ta thuê những thợ người ta ghép. Thợ ghép thì người ta ghép nhanh lắm. Nhưng mà mình ghép thì chậm hơn, làm nó vừa làm vừa học hỏi. Đấy, lần đầu tiên mình ghép là nó tỷ lệ 3 mắt được sống được 2 mắt. Hôm nay là lần thứ hai mình tiếp tục ghép. Đấy, xong khi bây giờ là ghép xong rồi nhá, ghép 3 mắt xong rồi. Đấy, mình sẽ tiến hành lấy giấy bóng này. Giấy bóng mình chùm. Đây mình chụp vào. Giấy bóng chụp vào các bạn. Đó. Ba cái giấy bóng này chụp vào. Mục đích của cái việc chụp giấy bóng này là để giữ ẩm cho cái ấy này. Giữ ẩm cho nó mầm nó tươi. Mình cũng học hỏi ở trên các bạn ở trên mạng cho nên là thấy cái cách làm này mình bắt chước. Mình cũng bọc giấy bóng vào. Đó. Giấy bóng vào thì xong khoảng 2 tuần thì nếu mà mầm nó sống mà nó lên thì bắt đầu mình bỏ giấy bóng ra. Thế thôi, nó đơn giản. Mình trước mình ghép một mắt nhỏ bé tí tẹo ghép ra đất à cây ở ngoài đất thế mà nó cũng sống nó lên ở mầm luôn đấy xong đây, tiếp tục đến cái này cái chậu cây này thì mình bởi vì nó không còn có lá nữa mình vặt hết lá rồi cho nên là không để lá cho nên là tới đây là mình không tưới nước nữa nhé. Mình không tưới nước. Nhưng mà hôm nào khoảng vài hôm thì mình có tưới ít thôi. Gọi là để cho nó cây nó có thôi. Rồi dừng này. Đấy. Sau khi ghép nhá. Đấy. Mình chụp cả ba túi bóng vào. Đấy. Đây, xong mình tiến hành mình để ở chỗ râm mát.